Với sự ưu đãi trời phú, Bumble Đà Lạt Hotel có được một vị trí đắc địa tọa lạc trên cung đường Phan Như Thạch, ngay trung tâm thành phố Đà Lạt, khí hậu mát mẻ quanh năm. Bumble Đà Lạt Hotel, một trong những khách sạn uy tín đạt tiêu chuẩn 3 sao thuộc chi nhánh của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thanh Bình, với thiết kế đơn giản, kiến trúc hiện đại, độc đáo và đầy đủ tiện nghi, sẽ là điểm dừng chân mang lại sự thoải mái, gần gũi và thân thiện đến với khách hàng. Khách hàng có thể thưởng thức những món ăn đặc sắc, những bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng mang đậm bản sắc của Việt Nam từ những đầu bếp nhiệt huyết, tận tâm tại nhà hàng của Bumble Đà Lạt Hotel, cùng với đội ngũ nhân viên phục vụ chuyên nghiệp, tận tình nhằm mang lại cho khách hàng một bữa ăn trọn vẹn nhất. Không gian rộng rãi, thoáng đãng, nhà hàng của Bumble có sức chứa lên đến 150 khách. Bumble Đà Lạt Hotel sở hữu 52 phòng nghỉ dưỡng với những hạng phòng cơ bản và đầy đủ tiện nghi. Đặc biệt, phòng nghỉ tại đây đều có cửa sổ thoáng đãng hoặc ban công view nhìn ra các khung cảnh đường phố của Đà Lạt, là địa điểm nghỉ dưỡng hoặc công tác phù hợp với mọi đối tượng khách hàng, từ gia đình, cặp đôi, nhân viên văn phòng đến các khách hàng là doanh nhân. Phòng loại Superior King City View with Balcony, hạng phòng dành cho 2 khách với diện tích 23m², một giường ngủ 1m8 x 2m, có ban công view thành phố. Deluxe Family City View with Balcony, hạng phòng dành cho 4 khách với diện tích 24m², hai giường ngủ 1m6 x 2m, có cửa sổ và ban công view thành phố, có bồn tắm. Superior Twin City View with Balcony, hạng phòng dành cho 2 khách với diện tích 23m², hai giường ngủ 1m4 x 2m, có ban công view thành phố. Superior King Urban View with Balcony, hạng phòng dành cho 2 khách với diện tích 23m², một giường ngủ 1m8 x 2m, có ban công view một góc khu thành thị. Superior Twin Urban View with Balcony, hạng phòng dành cho 2 khách với diện tích 23m², hai giường ngủ 1m4 x 2m, có ban công view một góc khu thành thị. Superior Twin Urban View, hạng phòng dành cho 2 khách với diện tích 23m², hai giường ngủ 1m4 x 2m, có cửa sổ view một góc khu thành thị. Standard King House View, hạng phòng dành cho 2 khách với diện tích 23m², một giường ngủ 1m8 x 2m, có cửa sổ view nội bộ. Deluxe Family Urban View, hạng phòng dành cho 4 khách với diện tích 24m², hai giường ngủ 1m6 x 2m, có cửa sổ view một góc khu thành thị, có bồn tắm. Grand Deluxe Family Urban View, hạng phòng dành cho 4 khách với diện tích 47m², có hai giường 1m8 x 2m, có cửa sổ view thành thị, có bồn tắm. Bumble Đà Lạt Hotel, trải nghiệm nghỉ dưỡng tại trung tâm Đà Lạt.